Hello hello cả nhà nhé Ở đây thì em đang có 3 bộ mà rất là nhiều các anh có quan tâm Và có hỏi em Hoàng là bộ nào chơi ok, bộ nào chơi ngon Đó thì ở đây em có 3 bộ này, các anh có nhìn thấy trên màn hình nha Đầu tiên là Hanjo Kalam này Dâu sale này Và Ninh ra Hai pro nhé Rồi ok Thì đầu tiên là em sẽ nhắc đến cái hệ điều hành iOS trước đi thì đầu tiên là hiện tại bây giờ muốn chơi game phím chuột ấy, trên hệ điều hành iOS Thì các anh cần phải sở hữu cho em những cái dòng máy tính bảng và điện thoại iOS của các anh chạy hệ điều hành bắt đầu từ iOS 13.3.3 đổ xuống Thì chúng ta mới có thể chơi game được bàn phím và chuột trên hệ điều hành iOS các anh nhé Và nếu mà các anh có hệ điều hành iOS cao hơn thì các anh có thể đợi đến tháng 10 nhé Tháng 10 Thì cái hãng dâu sale này nó đã nhá hàng và nó đang chuẩn bị ra một cái phụ kiện chơi game bàn phím chuột Cho những dòng máy tính chạy hệ điều hành iPad OS và iOS cao đó thì các anh đợi xem nhé thì đợi xem tháng 10 nó như nào các anh nhé cùng đợi nhé rồi tiếp theo là quay trở lại con Android k 5 này thì uh, nếu mà các anh có những cái hệ điều hành iOS thấp ấy, thì các anh có thể mua những cái loại Android k 5 mà iOS nhé thì nó chơi rất là mượt và rất là ngon trên những cái dòng hệ điều hành ipad os và iOS đời thấp nhé đó thì uh, hiện tại cái con Android k 5 mà trên uh, iOS ấy, thì hiện tại bên Android nó đã ngừng sản xuất rồi bên em không thể nào mà nhập được nữa đấy thế nên là bây giờ các anh chỉ có mua cũ hoặc là mua hàng tồn kho thì may ra có thôi nhé không thì các anh đợi đến tháng 10 để mua phụ kiện mới của thằng dâu sale này về chơi các anh nhé rồi tiếp theo là ở trên cái con K5 này nếu mà các anh chơi thì độ mượt nó như nào và độ ổn định và ghim tâm của nó như nào em sẽ giải thích luôn nhé đầu tiên là về cái độ mượt thì cái con hàn K5 và cái con dâu sale hiện tại là hai cái con em cảm nhận là nó mượt nhất nếu mà chơi cùng trên một máy ấy, thì là hai cái con này em về cảm nhận về độ mượt ấy, thì là hai con này gần như là độ mượt là ok nhất ổn định nhất nhé và tiếp theo là về cái độ ghim tâm ấy thì hai cái con này này và cả cái con ninh ra hai kia thì em, giải thích sau nhé cái con Hanzo k năm và cái con này thì về xét về cái ghim tâm thì hai con này nó ở hai cái trường phái khác nhau con dâu thì là ghim tâm ai đó thì các anh biết là gìm tam ai thì cái mức độ ổn định của cái thằng ai hiện tại bây giờ ấy là nhận diện bằng trí tuệ nhân tạo ấy thì nó vẫn chưa được thông minh và vẫn thi thoảng nó vẫn gặp lỗi thi thoảng nó vẫn nhận dạng sai súng chẳng hạn này thi thoảng nó vẫn kiểu bị mất cái khi bật tâm lên nó bị mất hay chẳng hạn nó gọi là thi thoảng thôi đó như con dâu xeo này thì em chơi thì thi thoảng nó sẽ bị rất nói chung là cũng ít khi nếu mà các anh chỉnh tốt thì gần như là không bị nhưng mà nếu mà các anh mà chỉnh nó không tốt cái này thi thoảng nó sẽ bị là thế nào khi các anh sử dụng dâu xe về cái mức độ ổn định của cái kim tâm thì là nó sẽ không bằng Cái con Hanzo K5, vì sao? Vì con Hanzo K5 hiện tại là nó hỗ trợ AI Thứ nhất là bên bản Trung Quốc thôi, bản quốc tế Bản Việt Nam thì em không nói em gì đúng không? Nên là bản Việt Nam, bản quốc tế thì hiện tại Nó đang chỉ dụng gọi là kim tâm bình thường thôi Và kim tâm bình thường các anh chọn bằng tay ví dụ các anh dùng độ đúng không? một 1 F1, 1 F2, 1 F3 là 2 F1, 2 F2, 2 F3 ở trên đây này thì nó sẽ gọi là ổn định hơn và nó sẽ không có tình trạng bị mất kìm tâm hay là bị nỗi kìm tâm gì cả vì chúng ta bằng cơm mà đúng không? Chúng ta chọn bằng cơm thế nên là cái mức độ kìm tâm của con này em đánh giá ấy, thì nó ổn định hơn nhưng mà nó không được thông minh bằng đó. Ờ, thì độ mượt thì nó rất là tốt rồi và cái độ ổn định thì nó cũng cao. Mỗi tuổi nào phải chọn bằng cơm thôi. Và em Hoàng thì em cũng toàn chơi bằng cơm, cũng không chơi AI mà ấy. thế nên là nếu mà cho cá nhân em chọn thì em vẫn chọn con gia K5 này em chơi nhưng mà mỗi tội là con này nó không live chim được hơi buồn một chút đó đây là cầm tay nghe của nó nhé đó thế nên là các anh nào mà muốn mà chơi game ổn định mà ngon này thì các anh có thể sử dụng con Hanzo K5 nha và con Hanzo K5 này thì nó hỗ trợ máy khỏe hay là máy yếu chạy cũng rất là ok nhé mỗi độ giá thành nó hơi đắt thôi và cái con này thì rất được rất là nhiều các anh em mà làm gọi là youtuber hoặc là streamer tin dùng cái con này này đấy hoặc là những người chơi game bình thường thôi, đặc, đặc biệt là những ông nào làm YouTuber và streamer mới rất là thích dùng con này luôn. Và cũng có nhiều anh em cái chỉ tôn ờ, bằng cái con Hanzo K5 này này. Đấy, nên là chỉ tôn bằng con Hanzo K5 trong top 100 rồi nhá. Đó nên là cái con Hanzo K5 này về cái mức độ tin cậy thì em đánh giá nó rất là cao nhá. Rồi, tiếp theo là đến con uh, dâu xeo đi. Rồi. Còn dâu xeo thì của nó là nó sẽ có ưu và nhược điểm riêng về nó cho nó nhé ưu điểm của nó đi em nhắc đến ưu điểm ăn à, nhược điểm trước đi nhá làm quả nhược điểm trước đi nhược điểm của con này đó là nó nói chung là em đang tính đến cái vấn đề mà chơi game cắm dây nhé tại vì cắm dây thì chúng ta mới gọi là độ mượt nó sẽ ok nhất đúng không còn những cái loại kiểu không dây các thứ thì em sẽ không tính vào đây nhé Ở đầu tiên là cái con này thì nó sẽ hỗ trợ cắm dây và chơi game của nó thì các anh có nhìn thấy nó không có nó cầm tay nghe các anh nhé không có lỗ cầm tay nghe các anh cần phải mua thêm một cái cục nữa của thằng dầu sale để có thể cầm tay nghe nhá đó cái này thì bên dâu sale nó đã khắc phục được rồi thì chúng ta cần phải bỏ tiền thêm mua thêm một cái cục nữa của thằng dâu sale này thì để cắm tay nghe đó tiếp theo là giá thành của nó sẽ rất là đắt giá thành của con này là khá là đắt nhé. và thứ hai là cái mức độ nhận dạng AI của nó ấy, thì con này thì cần phải máy rất là khỏe và máy rất là mạnh. máy càng khỏe càng mạnh thì cái mức độ nhận dạng AI và chơi game trên con này nó càng mượt và càng tốt. và con này thì chơi game trên máy mạnh con này rất là mượt luôn, rất là tốt luôn đó. Ờ, về cái nhược điểm của nó thì phải cần máy một con chip nó khỏe khỏe chút và nó chỉ hỗ trợ Android không hỗ trợ iOS khi sử dụng cái con này trên hệ điều hành Android chơi game thì nó rất là nóng lòng máy nó nhanh lòng máy lắm do cái công nghệ của con này nó sử dụng khác so với con canam và con ninja hai pro nên là con này sử dụng nó sẽ lòng máy hơn so với hai con kia rồi tiếp theo là đến cái vấn đề mắt phím trên cái con này thì các anh có thể cắm được bàn phím ngoài cắm được bàn phím ngoài không như con hanzo canam hanzo canam thì chúng ta cố định một phím thôi Nhưng mà được cái là nó sẽ gọn hơn còn con này chúng ta cần phải cắm thêm bàn phím ngoài thì nó sẽ dây dợ hơn đúng không cái gì cũng cái giá của nó đúng không rồi tiếp theo là cái mắt phím ở trên con này thì gần như là không bị giới hạn mắt phím gì cả chúng ta có thể map thoải mái tẹt luôn đó và con này nó hỗ trợ mắc phím của chúng ta rất là tốt nhưng mà mỗi tội là tiếng trung mỗi tội con này tan tiền trung thôi đấy và có tiếng anh tiếng anh thì các anh đổi ngôn ngữ máy sang tiếng anh nhưng mà nó kiểu vừa anh vừa trung ấy sử dụng con này nó sẽ gọi là mắc phím các thứ ấy, nó sẽ khó hơn so với những con khác ấy. Đấy, con này nó rất là nhiều tính năng và rất là nhiều thứ để chúng ta có thể can thiệp được vào thì tính năng càng nhiều thì mức độ ổn định của nó càng kèm đúng không nhưng mà được cái chúng ta vọc được nhiều chúng ta hiểu sâu về nó chúng ta mát chúng ta tối ưu thì chơi nó lại rất là ngon đó đây là cái 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 ưu điểm cũng là cái nhược điểm của nó luôn nên là các anh cần lưu ý vào cái cân nhắc ấy, cái con uh, uh, dâu sale này dành cho những người nào mà thực sự là đam mê về cái phụ kiện không kiểu giống như kiểu anh em kiểu mì ăn liền ấy thì dùng con dâu sale này thì mới ok này chúng ta phải liên tục mà học hỏi và phát triển và nghiên cứu tính năng của nó thì chúng ta mát phim nó mới ok được còn không giống như anh em khác mình ăn liền mua về map cái là chơi luôn ấy. đấy con này thì càng tìm hiểu sâu càng map sâu cho nó thì lại càng thích thú và lại càng tối ưu được và chơi lại càng ngon cơ lại càng cúp tần được theo cái gọi là phong cách và cái nối chơi của mình cơ đấy, con dâu xeo này thì sử dụng nó sẽ khó hơn nhé đó và đòi hỏi chúng ta cần phải một người gọi là ham học thì chúng ta sử dụng con này nó mới kiểu master được mọi người ạ rồi và con này thì cái mức độ nhận dạng ai nó khá là ổn định em đánh giá ở cái thời điểm hiện tại bây giờ trong tất cả các dòng phụ kiện ai thì cái con dâu xeo này là nó nhận dạng ai nó ổn định nhất đó nó ổn định nhất và nó ít gặp lỗi nhất khi trên trên cái con dâu xe này nói chung là vẫn còn lỗi thôi nói chung kiểu gì là kiểu vẫn còn lỗi tại vì ai nó vẫn chưa được kiểu tối ưu tối ưu tốt cho những cái dòng game này đấy thế là nó vẫn thi thoảng nó vẫn còn lỗi nhưng mà mức độ mà gây lỗi của nó khá là ít đấy thế nên là chúng ta có thể nếu mà các anh ra nào mà có điều kiện có tiền dành cho những anh ra nào mà muốn sử dụng dâu xeo thì phải kiểu là tiền anh không thành vấn đề đấy thì sử dụng con này nó mới ok được vì máy khỏe tài nhiệt tốt các thứ nữa cơ đó và bàn phím chuột thì các anh cứ thoải mái nhé rồi ok đây là về liên quan đến con dâu sale nhé và con này không hỗ trợ samsung dash nhé nó chỉ hỗ trợ chơi game trên phản chiếu màn hình thôi không hỗ trợ chơi game, trên samsung dash nhé tiếp theo là một đến một cái con cũng nhận hỗ trợ nhận rằng y mà con này giá rẻ hơn con dâu sale nhé con dâu sale thì mất cái giá thành của nó khá là đắt nhé khá là đắt nhé và con này thì giá nó rẻ hơn con dâu sale đó con ra hai bờ đồ và nó tích hợp luôn cả lỗ cầm tay nghe đó nó cầm tay nghe 3.5 hoặc là tay xì nhé rồi ok ở đây thì em đang sử dụng cắm dây này và cái con Linh ninh hai bờ đồ này thì về cái vấn đề map phím ấy thì dù nó mặc dù nó có lỗ nó có cắm cái bàn phím bên ngoài này vào ví dụ như chúng ta cắm bàn phím full size thì chúng ta không thể nào mà tận dụng hết được cái bàn phím full size đâu vì nó bị giới hạn phím giới hạn phím khi chúng ta mát trên con ninh hai bờ đồ bị giới hạn phím nhá đó nó chỉ bắt được còn là tầm khoảng một số phím nhất định thôi chúng ta map nhiều quá nó sẽ sinh ra lỗi và và rất là khó để khắc phục để chúng ta phải xóa bỏ bớt phím đi thì chúng ta chơi là mới ok được đó, đây là một cái nhược điểm của ninja hai bờ ưu điểm của nó giá rẻ chắc chắn đâu giá nó rẻ đúng không thì tiền đào của ý đúng không các anh phải chấp nhận điều đó nhé rồi tiếp theo là về cái vấn đề độ mượt ấy thì con ninja hai bờ này xếp về độ mượt thì nó sẽ kém hơn con dâu sale và con k 5 trên một uh, trên một cái gọi là dòng máy gọi là maximum về cấu hình gọi là không tính toán cấu hình giống như em cái sử dụng con dâu dầu sale và con ninja hai bộ rồi trên cùng một cái con máy mà Slab uh, slap gần tám bảy này đi thì con Ninja 2 Pro này thì nó độ mượt nó sẽ kém hơn so với con dâu xeo nhé đó thì cái con này tầm khoảng 8 điểm con dâu xeo khoảng 10 điểm nha về cái độ mượt thì con dâu xeo và con ham do K5 nó làm rất là tốt còn con hai 2 Pro này thì độ mượt nó sẽ kém hơn nhé đó, nhưng mà cái con này em vẫn chơi bình thường nha vẫn uh, này chim các thứ chơi game bình thường các anh có thể thấy em gần như hôm nào cũng này chim trên con Ninja 2 Pro không vẫn chơi các thứ bình thường nó sẽ về độ mượt thì nó kém hơn hai cái con này thôi còn đâu chơi thì nó vẫn ok nói chung là về độ mượt thì người khó tính như em thì mới cảm cảm nhận được tôi còn cái anh ra nào khó còn là dễ tính thì rất khó cảm nhận nhé rồi tiếp theo là cái con Ninja 2 Pro đây về cái mức độ sử dụng của nó thì nó khá đơn giản nó hoàn toàn là tiếng Anh nó khá là đơn giản dành cho những anh em nào gọi là uh, kiểu nghiệp dư một chút về cái phụ kiện mà miếng chuột đấy dành cho những anh em nào kiểu mì ăn liền một chút ấy bác thì của con này đơn giản lắm nói chung là chỉ cần chọn chọn tích tích thôi nó có mấy cái dòng tích thôi không có nhiều như là con dâu xeo này đấy thế là cái mức độ gọi là gì bác phím của nó đơn giản nhất đấy trong tất cả ba bộ này K5 này Linh ra bờ đồ và con này thì em thấy con này là mắc phím đơn giản nhất nhưng mà nó lại kiểu cúp từng phím theo cái phong cách của mình ấy, nó sẽ khó hơn và cái mức độ ổn định của cái con này nó sẽ kém hơn so với con dâu xe và con K5 nhé đó mức định mức độ ổn định nhé Ví dụ là về cái con AD AI của con này đúng không AI của con này này thì cái mức độ ổn định của nó nó khá là kém nói nó thi thoảng các anh chơi là hay bị mất AI phải buộc dừng ứng dụng vào lại đúng không ờ, hoặc là các anh chơi ví dụ như thế này, này đang chơi là nó cũng nhận dạng sai ai các thứ chẳng hạn đúng không đó thì cái con này là cái nhược điểm của nó vì nó giá rẻ mà nên là cái nhược điểm của nó là cái nhận dạng ai và mức độ ổn định nó sẽ kém hơn so với hai cái con kia đó thì tiền nào của ý đúng không? thì các anh cần phải chấp nhận và đánh đổi về vấn đề này cho em nhé rồi tiếp theo là con này thì nó sẽ hỗ trợ chúng ta chơi game trên những cái dòng máy yếu hơn so với hai con kia ở hai con uh, con này ấy thì chúng ta chơi game máy ấy, uh, yếu hơn so với con dâu xeo chị em quên nhé. Uh, còn con hanjo k 5 và cái con này thì hai công nghệ nó như nhau, thế nên là chúng ta chơi game ấy, trên máy yếu ấy thì vẫn có thể gọi là hai con nó như nhau nhé. còn uh, cái con uh, ninja 2 pro này so với con uh, dâu xeo thì nó hỗ trợ những cái dòng máy yếu hơn, uh, máy yếu ấy thì các anh có thể tắt cái ai đi để giảm cái gọi là mức độ xử lý cpu của cái con uh, ninja 2 pro này. Để thế nên là các anh có thể sử dụng gầm tâm bằng tay ví dụ là 1f1, 1f2, 1f3 hoặc là 2f1, 2f2, 2f3, các anh rồi chọn bằng cơm giống như con hanjo can 5 và cái con này ấy, khi chúng ta mắc phím xong rồi Chúng ta cần phải vào cái phần mà cây bát test ấy Thì chúng ta test phím xem nó hoạt động nó có ok không Nó có ngon lành không Nếu không mà các anh kiểu Không vào đấy test ấy, mà các anh cứ thế anh anh vào chơi ấy. Rất có thể nó, nó sẽ rất đến nỗi Kiểu níu phím xong rồi nó, kiểu nó níu nỗi Chúng ta cần phải níu đi níu lại mấy lần xong rồi vào cái phần cây bát test ấy Chúng ta test ở trong đấy, nó níu, nó ok, nó chạy ngon lành rồi Thì chúng ta mới chơi được Đây là cái một cái gọi là cái kém ổn định của nó nhưng mà chúng ta còn khắc phục được là trước khi chúng ta gọi là lưu phím ấy chúng ta vào cái cây bát test chúng ta test trước nếu mà nó ok ngon lành thì chúng ta mới chơi đó còn khi đang lưu phím ngon này rồi thì chúng ta sau cắm vào cắm vào là chơi thôi đó là một cái gọi là nhược điểm của con ninja hai đồ này vì cái mức độ ổn định của nó nó khá là kém nhé em nói trước nhé nhưng mà giá thành nó lại rẻ đấy nó phù hợp với nhiều loại máy hơn máy giá rẻ cũng chơi được con này máy cao cũng chơi được con này đấy còn về cái mức độ ai thì nó kém một định hơn so với con dâu xeo em phải nói luôn này với à, về cái mức độ gọi là mát phím thì nó dễ hơn nhưng mà cái độ của cúp tần của nó thì nó sẽ ít hơn so với hai con kia đúng không đó thì cái gì cũng có giá của nó thôi đúng không đó thì đây là một cái video mà em muốn chia sẻ thành thật nói chung là tất cả những cái gì mà em biết em trải nghiệm từ trước đến nay về những cái dòng phụ kiện hiện tại bây giờ này em sẽ chia sẻ cho tất cả các anh biết đấy thì các anh có thể lựa chọn được một cái bộ phụ kiện nó phù hợp với nhu cầu và cá nhân của các anh đó thì có gì các anh cứ comment xuống bên dưới nhé để em hoàng sẽ gọi là hỗ trợ và giải đáp và tư vấn cho tất cả anh nhá ở đây thì em đang có ba con phụ kiện phổ biến hiện tại bây giờ còn những cái phụ kiện rau dưa khác thì em không nói em gì đúng không thì các anh biết là ở trên cái cuộc đời này ấy, cái gì nó cũng có cái giá của nó đúng không đó uh, ví dụ uh, cái này giá 1.000 nhưng mà các anh uh, Ờ, làm sao mà bán có thể bán được giá 500 đồng đúng không rất là khó đúng không đấy là cái gì nó cũng có cái giá của nó nhé ờ, nó còn có công nghệ các thứ bên trong đi đằng sau vào hỗ trợ và sắp bót và rất là nhiều thứ liên quan khi các anh mua một cái con phụ kiện này cơ thế là các anh cần lưu ý và làm một người gọi là tiêu dùng sáng suốt nhé rồi ok cảm ơn anh trai xin chào nhé bye bye nhé có gì các anh cứ comment xuống bên dưới em sẽ hỗ trợ và giải đáp thắc mắc cho tất cả anh nhé